Chào các bạn nghe, tiệm của ông anh mình mới về cái 6D14 của Trừ Tiên nha các bạn. Mới mua xe mới chở xuống về luôn các bạn ơi. Giá nó là 38 triệu ha. Máy này cũng còn im các bạn ơi, cái này chắc nó rửa rồi quá. Thấy sạch trơn rồi các bạn. Nhưng con heo nó này cái bơm phụ nó mới chát luôn, cái này chắc bị thay rồi các bạn. Này là đặt chạy xuống vỏ BK các bạn, vỏ composite ha. Hộp số rồi nó bằng tua với cái máy luôn các bạn. Số để trên kia. Cái cục trên xe ta xài cái cục hơi này các bạn. Còn mình ở dưới vỏ này mình không có xài cục này ha. Máy này chắc có tăng trang rồi các bạn ơi. Bét mộng rồi ghê, còn mới chát luôn. Con heo của nó đây các bạn. Này cái ga ha. Này mấy cái số nó mất tiêu hết trời các bạn. Cô dầu đều kia sạch trơn luôn rồi các bạn. Cô dầu với mấy cái bét sạch trơn là không có miếng bụi luôn ha. Đây quay gần cho các bạn xem nè. Rất là sạch ha. Cái này nó để lâu quá với nước nó hơi bị xét xét các bạn. Sơn nó còn luôn nữa các bạn, nhìn rất là mới luôn ha. Đây con nữa nè các bạn. Con này nó lớn hơn cái con xanh này ha. Nó cũng giống hệt này các bạn ơi, cũng chưa Trừ Tiên luôn, nhưng mà con này nó tới 6D16 lận. Vẫn còn nằm nguyên ở đây nè các bạn. Đang chờ chủ mới ha, mà chưa có anh em nào dính chơi hết các bạn ơi. Nếu có anh em nào cần xài thì cứ liên hệ ha. Còn con này có ông chủ cũng mới mua về rồi. Cứ sạn ngày 2 ngày để là đặt xuống vỏ.
Con này thì ta rửa sạch rồi thấy nó mới các bạn. Con này cũng còn mới các bạn, mà để lâu quá bụi với đống đó các bạn. Mình về mình chà rửa rồi kia là cũng mới chát ha. Con này là còn nước sơn zin của nó luôn, nguyên hết trơn luôn. Con này thì 6D16, con này 6D14. Dẹp nó giống hệt luôn. Con này đặt xuống vỏ BK mấy ngoài chạy thì khỏi nói rồi các bạn. Thì cái hộp số của nó đây các bạn. Số nó là đặt cho cái máy đó đó. Cái càng vô nữa các bạn. Dây mình lòn vô đây ha. Số này là V80A các bạn ơi. Số này là nó một tua các bạn. Ta đặt dưới vỏ không cần chạy tải ha, chỉ chạy không nè. Yamaki. Rồi clip mình quay sơ tới đây thôi, anh chào các bạn nha. Bạn đừng quên nhớ đăng ký để theo dõi những clip tiếp theo của mình ha.